Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, từng là gương mặt nổi tiếng quen thuộc với khán giả truyền hình, thế nhưng mới đây diễn viên Lệ Hằng, người từng đóng vai Hoài Thatcher trong bộ phim Xin hãy tin em, đã khiến cho dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi bị bắt quả tang với hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngay thời điểm tuyên bố giải nghệ biến mất hoàn toàn khỏi showbiz hơn 11 năm trước, Bùi Thị Lệ Hằng đã manh nha hành nghề mua bán trái phép chất ma túy. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng, sinh năm 1975, Lê Duẩn Khâm Thiên, Đống Đa Hà Nội, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Từng là một nữ diễn viên nổi tiếng, Lệ Hằng bất ngờ tuyên bố giải nghệ năm 2012. Bạn bè đồng nghiệp không ai biết cô ở đâu làm gì. Tuy nhiên, các trinh sát đội cảnh sát điều tra thành phố về ma túy công an quận Đống Đà thì biết khá rõ về người phụ nữ này. Hộ khẩu và nhà Lệ Hằng thời điểm ấy vẫn là phường Trung Phụng, một địa bàn nóng bỏng về ma túy của quận Đống Đa. Qua công tác theo dõi nắm tình hình địa bàn, Lệ Hằng được đưa vào tầm ngắm của cơ quan công an. Nghi vấn là một chân rét nhỏ lẻ của đại lý ma túy trên địa bàn. Một thời gian ngắn sau đó, Hằng cùng với con gái về sinh sống tại phường Định Công, quận Hoàng Mai. Những ngày cuối tháng 3 vừa qua, khi thấy Hằng bất ngờ xuất hiện tại phường Trung Phụng, các trinh sát đã theo dõi di biến động của người phụ nữ này. Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 10 tháng 3, khi thấy bùi thị lệ hằng lảng vảng trước số nhà 104 phố Khâm Thiên, đội cảnh sát điều tra thành phố về ma túy công an quận Đống Đa đã tiến hành kiểm tra hành chính, thu giữ trong người hằng 0,696 gam ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, hằng khai nhận số ma túy trên mua với giá 500.000 đồng của một người không quen biết để bán lại cho khách kiếm lời. Xét nghiệm nhanh hằng âm tính với ma túy. Theo chỉ huy đội cảnh sát điều tra thành phố về ma túy, cựu diễn viên không sử dụng ma túy, chỉ mua bán nhỏ lẻ để kiếm tiền sinh sống qua ngày. Diễn viên Lệ Hằng tên thật là Bùi Lệ Hằng, quê Tuyên Quang, năm 1995 cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Bản tình ca trong đêm, đó là vai nụ trong phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Năm 1997, bộ phim đầu tay của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Xin hãy tin em, lên sóng truyền hình quốc gia và trở thành một trong số những bộ phim kinh ấn tượng nhất về đời sống sinh viên. Phim tập trung miêu tả cuộc sống cá tính của cô sinh viên ngang tàng, quậy phá có tên là Hoài Thát Trơ. Tên tuổi của Lệ Hằng vụt sáng với vai Hoài Thatcher từ đó. Lệ Hằng được đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn vào vai Hoài Thatcher khi chưa tròn tuổi 20 và đang là sinh viên năm đầu của Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Thời điểm phim lên sóng, diễn viên Lệ Hằng được gọi với danh dưng là nữ quái màn ảnh vì nhân vật Hoài Thatcher là cô gái cá tính, ngang tàng, thích uống rượu, hay bỏ học và sẵn sàng tham gia vào tất cả những cuộc ẩu đả không thua kém bất kỳ chàng trai nào. Mọi việc chỉ thay đổi khi cô gặp và có tình cảm với Phong một chàng trai hiền lành, chân thành và là dân Hà Nội gốc. Thời điểm đó bộ phim và nhân vật Hoài nổi tiếng đến mức bất cứ cô gái nào cá tính, ngang tàng người ta đều ví với Hoài thát chơ. Lúc đó thì diễn viên Lệ Hằng tiết lộ khi đọc kịch bản phim này đã có cảm tình ngay với vai chính vì nhân vật có nhiều điểm tương đồng với mình ở ngoài đời. Đến thời điểm hiện tại, bộ phim Xin hãy tin em và hình ảnh nhân vật Hoài Thatcher của diễn viên Lệ Hằng vẫn in đậm trong trí nhớ của những khán giả yêu phim truyền hình Việt thuộc thế hệ 7X8X sau phim xin hãy tin em diễn viên lệ hằng bén duyên với nhiều bộ phim truyền hình khác nhưng đều là những vai các cô gái cá tính trị đại tội phạm nữ dấu ấn của lệ hằng với điện ảnh phải kể đến vai diễn như bảo trong những ngọn nến trong đêm thanh sói trong cổ cồn trắng ban trong chuyện phố phường túy trong phi đội chuồn chuồn tuy nhiên chính diễn viên lệ hằng cũng từng thừa nhận hoài thắt chơ là một cái bóng quá lớn khiến cô không thể vượt qua được diễn viên lệ hằng từng chia sẻ nếu mình có thoát xác khỏi hoài có thay đổi thì nhìn mặt mình thôi cũng chẳng ai tin được ngay cái cảnh trong phim xin hãy tin em phong đến ký túc xá hoài bẽn lẽn vân vê vạt áo cả đoàn làm phim lăn ra cười còn mình không hiểu tại sao sau mới biết khi đóng cảnh hiền lành giả nai thì cứ nhìn cái mặt mình là không thể tin được sau khi tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh lệ hằng trở thành diễn viên của nhà hát tuổi trẻ tuy nhiên nghệ sĩ ưu tú sĩ tiến giám đốc nhà hát tuổi trẻ cho biết lệ hằng đã rời nhà hát tuổi trẻ từ rất lâu ông sĩ tiến nói hơn chục năm nay Chị Lệ Hằng không còn công tác ở nhà hát tuổi trẻ. Về đời tư và gia đình của nữ diễn viên Lệ Hằng cũng không được chia sẻ nhiều. Được biết cuộc sống của Hoài Thatcher những năm 2000-2008 khá êm ấm hạnh phúc, cô kết hôn và sớm sinh một bé gái. Nữ diễn viên từng chia sẻ, tới năm 2007, mức lương của cô vẫn chỉ là 5.000 đồng một tháng. Toàn bộ tiền sinh hoạt của Lệ Hằng đều do ông xã cung cấp. Chồng và gia đình chồng của Lệ Hằng rất ủng hộ cô theo đuổi đam mê nghệ thuật. Khi nữ diễn viên bận đi diễn, ông xã đã thay cô chăm lo cho con gái. Có những hôm Lệ Hằng đi diễn tới 1, 2 giờ đêm, anh vẫn vui vẻ đi đón vợ. Chính vì có được sự hậu thuẫn vững chắc của chồng và gia đình nên Lệ Hằng từng đưa con gái 14 tuổi đi đóng phim cùng mình. Tuy nhiên hạnh phúc và vinh quang của nghề diễn không giữ lệ Hằng ở lại với sân khấu và màn ảnh nhỏ quá lâu. Năm 2012, nữ quái nổi tiếng của màn ảnh nhỏ một thời tuyên bố giải nghệ, kể từ đó tới nay lệ Hằng hoàn toàn mất tích khỏi showbiz Việt. Sự vắng bóng của nữ diễn viên cá tính khiến không ít khán giả từng hâm mộ cảm thấy tiếc nuối, hụt hẫng. Nhiều đồng nghiệp cũng không biết thông tin gì về cuộc sống của nữ diễn viên nổi danh một thời đang ở đâu, làm gì. Chính vì vậy mà thông tin diễn viên Lệ Hằng vướng vào vòng lao lý, mua bán trái phép chân ma túy khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, đặc biệt là sau khi nhìn hình ảnh mới nhất của Lệ Hằng do cơ quan chức năng cung cấp. Nhiều cư dân mạng cho biết họ không nhận ra diễn viên nổi tiếng ngày nào liên quan tới vụ nữ diễn viên lệ hàng bị bắt nhiều người không khỏi thắc mắc với hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì cựu nữ diễn viên sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nào để tìm ra lời giải đáp mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây Cụ thể trong bài viết có tiêu đề nữ diễn viên đóng hoài Thatcher có thể đối mặt với hình phạt nào được đăng tải trên báo điện tử Dân trí ngày 24 tháng 4 thông tin. Luật sư Hà Thị Khuyên, trưởng văn phòng luật sư nhân chính cho biết, theo quy định của pháp luật, hành vi mua bán trái phép chất ma túy được hiểu là hành vi trao đổi trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào. Luật sư Khuyên nói, về mặt chủ quan của tội phạm thì lỗi của người thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy là lỗi cố ý người phạm tội biết rõ thứ mình mua bán là chất ma túy biết rõ việc mua bán ma túy là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi mua bán để kiếm lời trong trường hợp của Lệ Hằng, bà Khuyên nhận định hành vi của đối tượng có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1, điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015, tội mua bán trái phép chất ma túy, không hình phạt là 2 đến 7 năm tù. Trước Lệ Hằng nhiều sao Việt lao đao vì dính vào ma túy, năm 2022 diễn viên hài Trần Hữu Tín cũng vướng vào vòng lao lý vì liên quan đến chất cấm Hồi tháng 6 năm 2022, khi công an kiểm tra hành chính, phát hiện nam diễn viên dương tính với ma túy. Trong quá trình điều tra, Hữu Tín khai đã nghiện 3 năm nay. Trung bình 2 tháng anh sử dụng ma túy dạng thuốc lắc một lần. Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố nam diễn viên về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều khán giả phản ứng gắt với Hữu Tín khi nhận tin anh bị bắt. Họ cho rằng người nổi tiếng song nam diễn viên không biết giữ mình, cần phạt nghiêm để làm gương. Từng được khán giả biết đến từ các vai diễn trong gặp nhau cuối tuần hay là tham gia trong chương trình Táo Quân, Hiệp Gà, Dương Đức Hiệp nổi lên là một diễn viên hài trẻ ở miền Bắc. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh từng vướng ồn ào khi bị bắt tại một tụ điểm mua bán ma túy ở Hà Nội hồi năm 2007. Hiệp Gà phải ngồi tù 17 tháng vì tội tàng trữ ma túy trái phép. Hiện tại anh trở lại cuộc sống đời thường, tham gia biểu diễn ở một số nơi. Hồi tháng 1 năm 2020, Hiệp Gà cho biết những ồn ào cá nhân ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Châu Việt Cường cũng là một trong những nghệ sĩ đã phải trả giá đắt vì tội nghiện ngập. Năm 2018, anh cùng nhóm bạn sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác và đã dùng tỏi nhét vào miệng một cô gái, khiến người này tử vong. Sự việc đã làm rúng động dư luận thời điểm đó. Nam ca sĩ đã phải lĩnh án 11 năm tù cho những hành vi phạm pháp mà mình gây ra. Thưa quý vị, sau 11 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, thông tin đầu tiên khán giả được nghe về diễn viên Lệ Hằng lại liên quan tới bê bối chất cấm. Điều này khiến cho nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và tiếc nuối cho nữ diễn viên từng rất tài năng. Liệu Lệ Hằng sẽ phải đối mặt với mức án nào? Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ diễn viên Lệ Hằng buôn bán ma túy sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.